Mỹ rất vui mừng khi gặp lại quý vị khán giả của Việt TV Canada. Xin mời quý vị theo dõi phần tin tức Canada ngày 30 tháng 1. Ngay sau đây là một số tin tức đáng chú ý sẽ xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay. Thị trưởng Toronto John Tory chúc Tết cộng đồng Việt. Kính thưa quý vị, để chúc mừng ngày Tết truyền thống, tiếng Anh gọi là Lunar New Year, thì hôm qua, Chủ nhật ngày 29 tháng 1, thì chính quyền thành phố Toronto đã tổ chức một buổi gặp gỡ chung vui cùng với các cộng đồng người Việt cũng như là cộng đồng người Trung Quốc tại Scarborough Service Center với sự có mặt đặc biệt của ông thị trưởng thành phố John Tory. Ngày Tết Nguyên Đán của người Việt chúng ta và của Trung Quốc giống nhau vì có chung bộ lịch tính ngày âm cũng như có nhiều nét tương đồng về văn hóa nên chính quyền thành phố Toronto đã tổ chức chúc mừng Lunar New Year chung một ngày. Chính vì vậy mà buổi gặp gỡ có sự tham dự của các tổ chức đại diện cho cộng đồng người Việt Trung Hoa. Về phía cộng đồng người Việt Nam thì có sự góp mặt chính thức của Hội Người Việt và Hội Phụ Nữ Toronto, đặc biệt là Đoàn Lân và hai tiết mục múa trình diện áo dài của cộng đồng Việt Nam được chọn để biểu diễn trong buổi gặp gỡ này và đã nhận được nhiều sự ủng hộ của cộng đồng bạn. Cũng trong buổi gặp gỡ này, thì ông John Tory đã góp lời chúc mừng năm mới đến cộng đồng người Việt cũng như đã ghé thăm gian hàng trưng bày Tết của Hội Phụ Nữ để tìm hiểu về văn hóa cũng như ẩm thực của người Việt Nam trong ngày Tết. Phóng viên của Việt TV Canada đã có mặt tại buổi lễ cũng như đã có những phần phỏng vấn ngắn với thị trưởng thành phố Toronto, Canada. Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự về sự kiện phát lại tại Việt TV Canada, Unipod Channel 11 hoặc xem lại trên YouTube Channel của Thời báo Media. Coi chừng mất bớp khi đi shopping ở thương xá Etobicoke. Thưa quý vị, theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ Sáu ngày 27 tháng Giêng, thì cảnh sát thành phố Toronto đang mở một cuộc điều tra truy tầm một băng nhóm mốc túi đang hoàn hành ở các khu thương xá và nhà hàng tại Etobicoke. Theo bản tin của cảnh sát, thì trong khoảng từ đầu tháng Chạp năm 2016 cho đến ngày 20 tháng Giêng năm nay, thì có hàng loạt những người bị mất bóp trong vùng Etobicoke. Trong thời gian này, thì có đến 5 nạn nhân bị mất bóp hay tiền để trong sắc tay trong khi ăn ở các nhà hàng. Những kẻ trộm đã móc lấy ví của những người đến ăn, treo áo vào sau ghế. Một trường hợp khác xảy ra ở khu thương xá Cloverdale vào lúc trưa hôm thứ Năm tháng Giêng, thì một người phụ nữ trong băng trộm giả dạng làm rớt giấy tờ trong khu thương xá trước mặt một người phụ nữ 58 tuổi. Nạn nhân vì lòng nghĩa hiệp cúi xuống nhặt những giấy tờ thì một kẻ đồng phạm của băng trộm đã nhanh tay móc mất ví của nạn nhân. Một vụ ăn trộm khác liên quan đến việc chúng lén ngăn cấp số mật mã để lấy tiền trong máy ATM. Máy thâu hình an ninh đã quay được cảnh lén ngăn cấp số mật mã này. Cảnh sát khuyến cáo cư dân trong vùng nên cẩn thận coi chừng bị trộm lấy mất ví. Câu được con cá thu nặng kỷ lục ở tỉnh bang Ontario. Kính thưa quý vị, một trong những thú vui ở Canada trong mùa đông là việc đi câu cá trên những mặt hồ đã đóng băng. Khi mặt những hồ đã đóng cứng mà xe cộ có thể di chuyển, người ta lấy xe hay đi bộ đi ra xa trên bờ hồ, khoan một lỗ và thả dây câu. Những con cá đói nằm dưới mặt băng, thấy mồi là ăn và dính câu. Mới đây thì tại hồ Simcoe, nằm ở phía bắc vùng thủ phủ Toronto, một người đi câu cá trên mặt băng đã bắt được một con cá thu nặng ở mức kỷ lục ở tỉnh bang Ontario. Vào ngày 25 tháng Giêng vừa qua, thì ông Sebastian Roy, 32 tuổi, đã câu được một con cá Birdbird, Bird, một loại cá sống trong nước ngọt và là con cá có trọng lượng lớn nhất từng bị người ta bắt ở tỉnh bang Ontario. Con cá thu này dài gần 1m và rộng khoảng 48cm, cân nặng 18.3 pounds, tương đương với 8.2kg. hàng chục ngàn gia đình vẫn chưa có điện sau trận bão băng khủng khiếp. Thưa quý vị, những hình ảnh nhìn thật đẹp ở tỉnh bang New Brunswick trong hôm thứ Sáu ngày 27 tháng Giêng vừa qua. Nhà cửa, cây cối, nhà thờ, vân vân đã được bao kín bằng những lớp đá băng trong suốt là kết quả của trận bão băng kinh hồn đã diễn ra ở tỉnh bang này vào tối hôm thứ Ba sang đến ngày thứ Tư. Vào giờ cao điểm nhất của trần bão, có 133.000 gia đình trong tỉnh bang không có điện và tính đến ngày thứ Sáu 27 tháng Giêng, vẫn còn trên 71.000 gia đình vẫn chưa không có điện. Tuyên bố với phóng viên đài CTV trong hôm thứ Sáu, thì thủ hiến Brian Golan của tỉnh bang New Brunswick đã nói là điểm quan trọng nhất của chính quyền tỉnh bang là bảo đảm là mọi người đều an toàn trong thời gian một phần tỉnh bang bị mất điện. Chính quyền của nhiều thành phố trong tỉnh bang New Brunswick cũng đã thiết lập những trung tâm tạm trú cho những người nhà cửa của họ đang bị mất điện. Hàng trăm những nhân viên của các công ty điện lực ở tỉnh bang Nova Scotia, Quebec và tỉnh bang Maine cũng đã đến tỉnh bang New Brunswick để trợ giúp việc gắn lại điện cho cư dân trong thành phố. Tính đến ngày thứ Bảy, 28 tháng Giêng, vẫn còn 40.000 gia đình ở tỉnh bang New Brunswick không có điện và quân lực Canada đang dự trù gửi binh sĩ đến vùng bị băng cứu trợ những gia đình đang bị kẹt trong vùng này. Trong năm ngày qua, thì tính đến ngày thứ Bảy, tỉnh bang New Brunswick đã phải gánh chịu một trận bão băng lớn và gây nhiều thiệt hại. Cũng theo những tin tức loan báo trong hôm thứ Bảy, thì có ít nhất là hai người chết và hai người khác bị thương vì những trận tai nạn gây ra bởi trận bão băng này. Ba vùng thị tứ trong tỉnh bang New Brunswick cũng đã công bố tình trạng khẩn cấp cần sự giúp đỡ của chính quyền các cấp trong hôm thứ Sáu vừa qua. nuôi học sinh du học bị quỵt tiền mướn và tiền ăn. Một bà mẹ đơn thân ở thành phố Toronto cũng đã tìm thêm những nguồn lợi nhuận, đã nhận nuôi hai học sinh ngoại quốc du học ở Canada qua trung gian một công ty thương mại và đã bị công ty này quỵt không trả tiền ăn ở từ nhiều tháng qua bà Suzanne Bernie đã nhận nuôi hai học sinh du học đến từ Trung Quốc để có thêm tiền chi tiêu cho gia đình, đã cho phóng viên đài CBC biết là bà đã bị nợ nần trên 6 000 đô la vì công ty trung gian đã không trả tiền cho bà từ tháng 11 năm ngoái. Công ty có tên là Canadian International Student Support Services Inc. là một trong những công ty có trụ sở ở Toronto, chuyên môn làm trung gian tìm những gia đình ở Canada chịu nhận nuôi những sinh viên, học sinh, du học. Điều kiện để nhận thù lao nuôi sinh viên ngoại quốc của công ty Canes này là chủ nhân những gia đình phải nuôi ăn ở, ba bữa một ngày và nhà phải có Internet. Bà Bernie đã ký hợp đồng với công ty này nuôi hai học sinh đến từ Trung Quốc với tiền lệ phí là 1.000 đô la cho mỗi học sinh. Vào tháng 11 năm 2015, thì hai học sinh 17 tuổi và 18 tuổi đã đến trò học ở nhà bà Bernie. Tình hình êm xuôi cho đến tháng 11 năm ngoái năm 2016, thì những chi phiếu bà Bernie nhận được từ công ty Canis đã không có tiền bảo chứng, trong khi bà này không liên lạc được với chủ nhân của công ty. Phái viên của đài CBC đã tìm cách liên lạc với chủ nhân của công ty Canis là bà De Castro, nhưng không thành công và có tin là bà này đã quay lại phi luật tân, quê hương của bà. Trang website của công ty Canis cũng đã ngừng hoạt động không chỉ riêng bà Bernie bị quỵt tiền mà theo hội đồng giáo dục các trường công giáo thành phố Toronto thì có một số những gia đình nuôi học sinh du học qua trung gian của công ty Canis cũng bị quỵt tiền từ nhiều tháng qua. Các công ty bán đồ ăn nhanh cho bán thực đơn điểm tâm suốt ngày Mới đây, theo những tin tức vừa công bố hôm thứ Sáu, ngày 27 tháng Giêng, thì hai công ty chuyên bán đồ ăn nhanh ở Canada đã cho biết là họ sẽ cho bán thức ăn điểm tâm suốt ngày, thay vì chỉ buổi sáng thôi như trước đó. Hai công ty bán đồ ăn nhanh là McDonald's Canada và A&W đã cho biết sẽ bán đồ điểm tâm nguyên ngày. Tiệm McDonald's sẽ bán điểm tâm nguyên ngày kể từ ngày 21 tháng 1, trong 1.100 cửa tiệm, trong 1.450 cửa tiệm ở Canada. Trong khi công ty A&W cho biết sẽ bán thức ăn điểm tâm nguyên ngày, bắt đầu từ mùa xuân năm nay tại phần lớn 879 cửa tiệm của công ty này ở Canada. Theo những nhận định của các nhà chuyên môn, thì những món ăn mà thực khách Canada ưa chuộng như là món pancake, trứng và khoai tây sẽ được bán suốt ngày ở nhiều cửa tiệm bán đồ ăn nhanh. Cũng theo những thống kê, thì trong vòng từ tháng chạp năm 2015 cho đến tháng 11 năm 2016, có 1.24 tỷ khách hàng trong số 6.5 tỷ thực khách đã gọi những món ăn cho bữa điểm tâm. Số thực khách ăn điểm tâm gia tăng 6.3% trong vòng một năm qua. Bán xe qua mạng Kijiji và bị cướp Thưa quý vị, theo những tin tức của Sở Cảnh sát vùng Bureau phổ biến trong hôm thứ Sáu ngày 27 tháng Giêng, thì trong ngày Chủ nhật vừa qua thì đã có hai vụ đăng bán xe trên mạng Kijiji đã bị cướp giả dạng người mua đến cướp xe và cảnh sát đang truy tầm những kẻ cướp này. Sở Cảnh sát vùng Bureau cũng đã khuyến cáo cư dân mua bán hàng hóa trên mạng Internet nên hẹn đến những sân đầu xe của các đồn cảnh sát, những nơi mà cư dân có quyền đến mua bán hàng hóa vì những nơi này có máy hình an ninh 24 trên 24. Vụ cướp thứ nhất diễn ra trong khu vực của đường Trusscott Drive. Nạn nhân là một người đàn ông ở tuổi 30 ở thành phố Mississauga đã quảng cáo trên mạng Kijiji bán chiếc xe năm 2003 Honda Accord. Kẻ cướp giả dạng đến mua xe và trong khi khổ chủ bận trong nhà lấy thêm giấy tờ thì bên ngoài sân đậu xe tên cướp lái chiếc xe chạy mất. Vụ cướp thứ nhì xảy ra ở khúc đường Colonial Drive. Khổ chủ là một thanh niên 24 tuổi muốn bán chiếc xe năm 2003 Infinity. Hai tên cướp đã giả dạng đến coi và dùng dao uy hiếp nạn nhân lấy mất chiếc xe. Cũng theo sở cảnh sát vùng Bira thì kẻ cướp ở hai vụ cướp này là những người Ấn Độ ở tuổi từ 20 cho đến 30 tuổi. Không có ai may mắn trúng lô độc đắc trong những ngày đầu năm. Trong những một cuộc sổ số cuối tuần vừa qua 27 tháng Giêng, đã không có ai may mắn trúng những lô độc đắc của các loại sổ số 649 và Lotomas. Trong một cuộc sổ số hôm thứ Sáu ngày 27 tháng Giêng, thì không ai trúng lô độc đắc 55 triệu đô la của loại vé số Lotomas. Nhưng có 3 vé may mắn đã trúng mỗi vé 1 triệu đô la. Vé số trúng mang các số 1, 3, 8, 22, 29, 38 và 47. Như thế là kỳ số tuần này thì lô độc đắc Lotto Max sẽ lên đến 60 triệu đô la, cộng thêm 13 lô tô trúng và mỗi lô là 1 triệu đô la. Trong một cuộc sổ số loại vé 649 hôm thứ Bảy ngày 28 tháng Giêng thì cũng không có ai trúng lô độc đắc 7 triệu đô la. Như thế là kỳ số số sắp tới, lô độc đắc ở loại vé số 649 sẽ tăng lên 9 triệu đô la. Kính thưa quý vị vừa rồi quý vị vừa theo dõi bản tin canada ngày hôm nay để tiếp tục chương trình đức mỹ xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi bản tin thế giới ngay sau phần thông tin thương mại